Tôi đã có được thuốc chữa đau dạ dày bằng năm bí kíp của bác sĩ người Nhật nổi tiếng. Thì trước đây tôi cũng đã từng bị đau dạ dày và năm thứ ba đại học thì tôi bị đau dạ dày rất là nặng. Tức là trước khi ăn thì tôi cũng bị đau này, sau khi ăn no thì tôi cũng bị đau dạ dày. Và cái hồi đấy thì mỗi lần đau thì tôi sẽ mua một liều thuốc về tôi uống trong khoảng tầm một tháng thì nó cũng đỡ, nhưng mà sau đấy thì nó lại tái lại. Và hồi đấy thì tôi cũng đã rất là tiêu cực và tôi nghĩ rằng là tôi đã bị bệnh mãn tính và có thể là mình sẽ phải uống thuốc cả một cái quãng thời gian dài sau này. Nhưng mà sau này khi mà đọc những cái cuốn sách của bác sĩ người Nhật thì tôi hiểu ra rằng là cái bệnh dạ dày này mình hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng năm cái bí kíp sau đây. Cái bí kíp thứ nhất đấy chính là mình cần phải ăn uống thật là khoa học. Ăn uống khoa học là như thế nào? Ăn uống khoa học, bác sĩ người Nhật khuyên rằng là chúng ta nên ăn cái bữa ăn có 15% là đến từ động vật, còn 85% là đến từ thực vật. Và 15% đến từ động vật này thì cũng hạn chế dần những cái loại thịt như là thịt bò, lợn, gà, mà thay thế bằng những cái loại thịt, những cái loại đạm đến từ tôm, cua, cá. Và những cái con tôm, cua, cá như thế thì sẽ cung cấp cho mình, nó sẽ tươi hơn và nhiều enzyme hơn so với cả các cái loại động vật kia. Đó là 15% động vật, còn 85% sẽ đến từ thực vật. Thì tôi cũng ưu tiên là ăn cái cơm gạo lứt trộn với cả đậu đỗ. Đậu đỗ thì nó sẽ cung cấp cho mình không chỉ tinh bột đâu, mà nó còn cung cấp cho mình rất nhiều protein. Ví dụ như là đậu phụ cũng có rất nhiều protein. Thì với cái chế độ ăn như thế này thì bác sĩ người Nhật nói rằng khi mà ông khám cho khoảng 300.000 bệnh nhân và họ cũng có những cái vấn đề về đường tiêu hóa như là đại tràng, dạ dày hoặc là thậm chí là ung thư, và ông ấy khuyên bệnh nhân của mình nên ăn uống theo cái phương thức này. Và tất cả những cái bệnh nhân của ông ấy thì ông đã không phải viết giấy chứng tử, cũng như là cái bệnh của họ đã cải thiện rất là nhiều nhờ cái phương pháp này. Thì tôi thấy rằng đây là một cái phương pháp ăn uống khoa học và tôi muốn lan truyền rộng cái phương pháp ăn uống này đến với cả mọi người. Và trong cái phương pháp ăn uống này thì mọi người cũng chú ý rằng là mình nên ăn những cái loại thực phẩm tươi sống, bởi vì trong những cái thực phẩm tươi sống đấy nó có chứa rất nhiều enzyme. Và enzyme thì nó là một cái chất xúc tác mà tham gia vào tất cả các cái quá trình như là tổng hợp, phân tích, giải độc ở trong cơ thể. Nó là một dạng protein đó, thế nên là mình sẽ ăn nhiều rau củ quả tươi và thịt cá tươi thì mình sẽ có nhiều protein để tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình hơn. Và còn cái khuyên nữa của bác sĩ mà tôi thấy cũng rất là hay, đó là bác sĩ khuyên rằng là chúng ta nên ăn hoa quả trước khi ăn 30 phút. Bởi vì là hoa quả chỉ mất 30 phút ở dạ dày là đã xuống đến ruột non rồi, và chúng ta sẽ không sợ cái việc rằng là mình ăn hoa quả thì sẽ làm khó tiêu hoặc là đầy bụng như là cái quan điểm trước đây mà mình vẫn nghĩ. Và hiện tại thì tôi cũng đã đang áp dụng theo cái chế độ là ăn hoa quả trước ăn 30 phút và tôi thấy rằng cái sức khỏe của tôi rất là tốt. Trước đây thì tôi hay bị đau đầu này, cũng như là dễ bị đau cổ vai gáy đó, nhưng mà hiện nay thì sau khi mà áp dụng cái phương pháp ăn uống của bác sĩ khoảng được tầm tháng 2, tháng 3, tháng 4, khoảng được tầm 3 tháng rồi, thì tôi thấy trộm vía rằng cơ thể của mình nó khỏe khoắn hơn, có sức bền hơn và không bị còn bị đau đầu cũng như là đau cổ vai gáy nữa. Thì mình nhận ra rằng là hóa ra là cái thuốc mà đau dạ dày nó chính là những cái đồ ăn hàng ngày của mình chính là những gì mình ăn. Và bác sĩ cũng nói rằng là tại sao những cái người dân Ấn Độ họ lại uống cái nước ở sông Hằng là những cái nguồn nước mà rất là ô nhiễm nhưng mà họ lại không bị bệnh. Thì bác sĩ khám phá ra một điều rằng đấy là những người dân Ấn Độ họ có trong cái thói quen ăn uống sinh hoạt của họ là họ hay bổ sung những cái nghệ cũng như là cái tiêu vào trong đồ ăn của họ rất là nhiều, và nó chính là những cái kháng sinh tự nhiên cho cơ thể khi mà họ uống những cái nước nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn ở sông Hằng như thế. Nhưng mà đi vào trong cơ thể thì đã có cái kháng sinh tự nhiên rồi, nó đã tiêu diệt các cái con vi khuẩn virus đấy. Thành ra là họ rất là khỏe mạnh, họ không bị nhiều bệnh về dạ dày giống như là các quốc gia khác. Và tỷ lệ ung thư ở Ấn Độ, người ta cũng chứng minh rằng tỷ lệ ung thư ở Ấn Độ rất là thấp. Thì do chính là cái thói quen sử dụng nghệ cũng như là tiêu ở trong cái bữa ăn hàng ngày. Và những cái gia vị đấy thì ở Việt Nam rất là quen thuộc, và ở trong bất kỳ một căn bếp nào các bạn cũng có thể tìm thấy được cái loại gia vị đấy. Và cái thuốc chữa đau dạ dày của mình hóa ra là cực kỳ đơn giản, đúng không các mẹ? Và cái bí kíp thứ hai nữa bác sĩ khuyên đấy là
khuyên chúng ta hãy uống nước tốt. Nước tốt là gì? Nước tốt thì không chỉ là nước đun sôi để nguội đâu, mà nước tốt là ở trong nước còn chứa các cái loại kháng như là canxi hoặc là magie. Đó, đó là những cái loại kháng rất là tốt cho cơ thể và nó sẽ bù. Chúng ta còn có cái cách uống nước. Uống nước thì bác sĩ khuyên rằng là chúng ta nên uống khoảng từ 500-700ml nước trước khi ăn 1 giờ. Bởi vì nước cũng chỉ mất 30 phút đi xuống đến ruột non, 30 phút sau thì chúng ta ăn hoa quả, và hoa quả cũng chỉ mất 30 phút để đi đến ruột non. Và đến khi mà chúng ta ăn cơm thì cái dạ dày của chúng ta đã trống rồi và chúng ta không sợ bị đầy bụng. Nước thì còn có tác dụng làm hoạt hóa các cái vi khuẩn ở trong đường ruột, cũng như làm kích thích cái sức mạnh của enzyme ở trong cơ thể. Và thức ăn khi mà vào cơ thể với một cái hệ khuẩn đường ruột tốt như thế, với cái lượng enzyme nhiều như thế, thì thức ăn sẽ tiêu hóa nhanh và cơ thể chúng ta sẽ không còn bị đau dạ dày nữa. Cái bí kíp thứ tư đấy là tập luyện thể dục thể thao. Khi mà tập luyện thể dục thể thao thì sẽ giúp cơ thể thải các cái độc ở trong cơ thể mình ra ngoài, và đồng thời nó sẽ kích thích cái nhu động ruột của mình hoạt động được tốt hơn. Chính vì thế mà cái ruột của mình hoạt động tốt thì nó sẽ giúp là tiêu hóa được khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và việc tập luyện thể dục thể thao không những thế còn giúp cơ thể đào thải các cái độc tố ra bên ngoài nữa. Và bạn có biết rằng là khi mà mình tập luyện thể dục thể thao thì giúp cái nhịp tim của mình tăng, cũng như là cái hoạt huyết ở trong cơ thể của mình tăng. Thì khi mà cái máu ở trong cơ thể của mình nó lưu thông lên khắp cơ thể thì những cái vết loét cũng như là các cái vết đau dạ dày của mình nó sẽ cũng được cái mạch máu nuôi dưỡng, và nó sẽ nhanh khỏe mạnh và phục hồi hơn. Và cái bí kíp cuối cùng mà bác sĩ khuyên, mà tôi thấy rằng là nó rất là hữu ích và nó tốt cho tất cả chúng ta, không chỉ trong bệnh dạ dày đâu mà nó còn trong tất cả những cái bệnh khác, và trong cả cái việc vấn đề như là duy trì cái cơ thể khỏe mạnh, cũng như là cái sức khỏe và làn da của chúng ta, để chúng ta giữ mãi được cái thanh xuân. Đó chính là giữ cho mình có một cái tinh thần thật là thoải mái, lúc nào cũng vui tươi. Bởi vì khi mà cái cơ thể của mình nó vui tươi, nó sẽ không sản sinh ra các độc tố. Lúc mà mình căng thẳng, stress, chính là trong cái cơ thể của mình đang bị sản sinh ra độc tố. Và lúc đấy, những cái enzyme ở trong cơ thể của mình phải tập trung để thải độc. Bởi vì thải độc nó là cái quan trọng nhất của cái hệ miễn dịch của cơ thể. Khi mà cơ thể bị nhiễm độc thì các cái enzyme sẽ ưu tiên để đi thải độc trước. Vì thế mà các cái enzyme để tiêu hóa thức ăn nó sẽ không được tập trung để tiêu hóa thức ăn, dẫn đến là cái việc là mình sẽ lại càng bị dễ bị đau dạ dày hơn nữa. Chính vì thế mà giữ cho tinh thần một cái tinh thần thoải mái để cho cái hệ tiêu hóa của mình hoạt động tốt, thì khi mà cơ thể mình hấp thụ đủ dưỡng chất thì nó mới khỏe được và nó sẽ có tăng cường cái miễn dịch cho mình. Thì trên đây là 5 cái bí kíp mà tôi đã học được từ bác sĩ người Nhật và tôi đã áp dụng hàng ngày. Đến bây giờ là đã được 3 tháng và tôi không còn bị mệt mỏi cũng như bị chứng đau dạ dày hành hạ. Thậm chí là bây giờ thì tôi rất là khỏe và cũng có sức khỏe dẻo dai. Mình có thể tập được những cái bài thể dục rất là nặng, mà những cái bạn khác, bạn ấy khi mà tập theo tôi, bạn ấy bảo là mệt quá, bạn ấy không thể tập được đâu. Đó, thì tôi cũng chia sẻ với các bạn cái cách mà tôi đã vượt qua cái bệnh đau dạ dày như thế nào. Và hy vọng rằng cái thông tin này hữu ích với bạn. Và nếu bạn thấy nó hữu ích thì hãy đừng quên chia sẻ với cả những người khác, những người mà cũng đang có vấn đề về dạ dày như các bạn, để cộng đồng của mình gồm những người khỏe mạnh lên, và sau này thì con cái của chúng ta cũng sẽ có những cái phương pháp ăn uống cũng như là chủ động điều trị bệnh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.